Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác nhé. Ở trên hình các bác là một con máy rửa bát Panasonic TR3 này, một con máy nguyên bản còn rất là đẹp, phải nói là khá là xuất sắc đấy. Với cái tầm tiền 3,4 triệu một con máy rửa bát này thì nó là vô đối rồi. TR3 thời điểm trước có giá là 5,5 triệu, đợt này giá thành khá là tốt các bác nhé, rẻ đi 2 triệu so với thời điểm trước. Một con máy rửa bát TR3 mọi thứ nguyên bản 100%, không sửa chữa, tất cả zin nguyên, bảo hành cho các bác luôn. Đấy, công nghệ Econavi đây là bà Panasonic các bác nhé. Thời gian sấy này, cái nút hẹn giờ này các bác này, nhiều bác thì cũng không hiểu là tại sao nó chỉ là 4 giờ, thì cái tác dụng của nó là như này này. Khi các bác ăn cơm trưa xong vào khoảng 12 giờ trưa ấy, thì các bác sẽ bấm cái nút này rửa. Khi các bác bấm này nhé, bấm nút này rửa thì 4 tiếng sau nó rửa, tức là vào 4 giờ chiều rửa thì rửa xong khoảng gần 2 tiếng thì vào 6 giờ chiều. Đấy, khoảng 6 giờ chiều để các bác ăn cơm thì các bác lấy luôn cái bát đấy ra, các bác ăn vừa rửa xong nó rất nóng hổi. Tức là mục đích của nó là để mình vừa rửa xong mình ăn luôn, dùng luôn bát để tránh tiếp xúc với môi trường vi khuẩn nấm mốc nó tác động vào bát. Đấy, trên là cái nút này nó làm là như vậy. Các bác hẹn giờ xong các bác bấm rửa này. Đấy, thì nó sẽ chờ đến 4 tiếng sau nó mới rửa từ lúc mình bấm này nhá. Đấy, đây là tính năng nó là như vậy. Để nước nóng 80 độ C. Nội thất khá sạch đẹp thôi nhé, răng chỉ đẹp này, một con TR3 xuất sắc đấy, mày soi trước ở trong như mới luôn. Đấy, nói chung là em bán hàng thì em quan sát ở trong nó như thế nào thì mình nói với các bác vậy thôi, cũng không nói quá để làm gì. Một con máy bãi, đối với con máy bãi thì nói thật với các bác như con này nó là khá xuất sắc đấy, lưng nhất còn rất là đẹp đấy, bật rất là mới nhá, phẳng, sản xuất 2010 con này, TR3 series máy 1436. Một con máy xuất sắc, giá con này em bán có 3,4 triệu thôi, bảo hành 12 tháng. Các bác nào có nhu cầu mua máy rửa bát cho gia đình ngon bổ rẻ thì các bác liên hệ nhé. Máy rửa bát Nhật nó rất là tiết kiệm, khi các bác rửa này hoàn toàn nước nóng thôi, không cần phải chất tẩy rửa đâu, nó vẫn rất sạch bình thường. Còn nếu bác nào muốn mua viên rửa thì các bác ném thẳng vào trong khoang này nhé. Đấy, bột rửa cũng ném thẳng vào cái khe này, nó để bột rửa này, nhưng thực ra cho ở đây thì nó cũng rơi vào trong thôi, mình để đâu cũng được, chứ không quan trọng là phải là để chỗ nào. 3 dây phun nhé các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy chiếc này các bác liên hệ nhé, mã số 5. Chào các bác.